Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Dạ. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quân. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là Trần Nhân Hữu, 41 tuổi, là làm thợ điện nước. Làm ở đâu, quận nào? Ở Khắp Thiều. Nhưng mà em đang ở đâu? Em ở Bình Chánh. Bình Chánh em ở với ai? Em ở mình. À, quê em ở đâu? Quê ở An Giang. Làm tư nhân hay là em làm công ty? Em lãnh, tự lãnh. Em lãnh hả? Nơi nào có điện nước giống em thầu vậy đó hả? Dạ. Coi như em làm chủ công ty luôn á. Công ty một mình em á. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, xin chào chương trình. Dạ, xin chào MC. Mình tên là Lý Ngô Thảo, sinh 1983. Mình là người bán bánh tráng trộn. Mình bán ở nhà hả chị? Dạ, em vừa bán online, em bỏ sỉ toàn cầu luôn. Em bỏ sỉ toàn cầu luôn. Trời ơi, wow. Bỏ sỉ toàn cầu thương luôn. Thương hiệu tên gì chị? Dạ, thương hiệu em tên là Bé Heo. Bé Heo, bánh tráng Bé Heo. Nhà em ở đâu vậy Thảo? Dạ, em hiện tại là đang ở nhà dì của em ở quận 8 á. À, nhà dì quận 8. Dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Hữu? Dạ, em ưu điểm thì thấu hiểu, chia sẻ. Còn khuyết điểm thì ngủ hơi nướng. Ngủ nướng thì sửa được, không sao hết. Ừ. Bây giờ nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm là như thế nào? Nói cho nhà trai nghe nè. Ưu điểm thì nấu ăn hơi bị ngon. Nói chung là làm mồi nhọn hơi bị ngon. Còn khuyết điểm thì cũng mê ngủ. Trời ơi. Hai ông bà này về. Hai đứa nó về cho chắc nó ngủ quên hoài luôn á. Đường tình duyên mình sao nè Hữu? Dạ em cũng ly hôn một lần, lấy vợ năm 2015 đến năm 2021 là tháng 10 là hết mùa dịch là chia tay. Mấy đứa con? Dạ hai đứa. Đứa lớn thì 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi. Rồi hiện nay có hai đứa con ở với ai? Em bắt ở với bà nội ở An Giang anh. Bà nội làm công việc gì mà nuôi hai đứa nhỏ nổi? Nội vợ em rửa tiền. Đó, hoàn cảnh bên tôi là vậy đó. Còn nhà gái mình thì sao? Nhà gái mình chuyện tình duyên như thế nào? Thì mình có hai mối tình. Nói chung là hai mối tình đó là cũng là lâu rồi. Còn hiện tại bây giờ là độc thân, chưa kết hôn lần nào. Mình nhờ cái mối tình gần đây nhất là mình chia tay lâu chưa chị? Chia tay chắc khoảng 3-4 năm gì đó. Mình quen lâu không? Cũng hai mấy tuổi một mối tình, ba mấy tuổi một mối tình. Mối kéo dài bao lâu? Mối kéo dài chừng vài năm gì đó. Đơn giản mối kéo dài vài năm vậy thôi đó. Dạ. Có gì sâu sắc không? Lâu quá giờ không nhớ nó sâu sắc chỗ nào. Vậy tôi nghĩ chắc không có gì sâu sắc rồi. Chào nhà trai. Được không? Đẹp trai á. Trai đẹp trai quá. Xoái cao trắng á. Dạ. Bây giờ mình nói về tương lai đi. Chị nói cho Ngọc Lan nghe là chị thích một cái người bạn trai mình nó hình mẫu nó như thế nào? Nói chung là ước mơ thì nếu mà ngon là được. Ước mơ thì nếu mà ngon là được. Ngon. Bên kia ngon lắm. Em làm như bánh tráng thì ngon là được. Ngon hơn dĩa bánh tráng nữa. Mặn mà lắm nha. Dạ. Khi em quen thấy được là được. Mong muốn lựa chọn thì em chưa bao giờ có. Vậy có chuyện gì, có cái điều gì ở con trai mà mình không thích không? Em cảm thấy nếu mà một người con trai đó quen người phụ nữ thì người con trai đó nếu mà thật sự thương người phụ nữ đó thì tự họ thay đổi thôi. Mình không cần phải là họ thay đổi hay mong muốn gì hết. Cũng chưa chắc. Em không có sự kích thích họ. Ví dụ giờ em thấy họ thuốc đi. Em muốn họ bỏ thuốc thì em phải cách nào đó. Còn em không nói họ cũng hút hoài. Thì giới thiệu như mình nếu mà lúc mình quen thì mình cũng có nói một hai lần để cho họ tự thay đổi. Còn nếu mà họ không chịu thay đổi thì mình đổi họ. Còn nếu mà họ không chịu thay đổi thì mình đổi họ. Cái này hay. Giờ muốn lấy chồng sớm không hay là đợi bán bánh tráng giàu có lấy chồng? Muốn hỏi thiệt không? Thiệt. Gấp lắm rồi đó. Gấp lắm rồi đó. Gấp bà nha. Giờ có gấp cưới chưa? Dạ cũng bình thường chị. Đi tới đâu mình đi tới đó thôi. Vậy hả? Dạ. Rồi giờ cái mẫu hình bạn gái nè, nhà trai mong muốn như thế nào? Mập mập giống Lương Bích Thủ. Mập mập giống Lương Bích Thủ. Được. Lương Bích Thủ hồi xưa không có mập nha. Cũng vô vừa vừa. Nói chung là ú ú tròn tròn, dễ tròn, thương mẫn mỉm. Rồi. Em nghe người đàn ông bên kia có một đời vợ hai đứa con thì có thấy sao không? Dạ thì với em á, em cũng chưa biết là loại gọi là để chọn là không. Thì thứ nhất là mình để mình gặp nhau để coi cái người đó
có thật sự là sẵn sàng tìm hiểu mình. Nếu mà người ta thật sự sẵn sàng tìm hiểu mình thì mình sẽ cho người ta cơ hội thôi, Ừ. nó không có gì là quan trọng hết. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, đi mình ạ. Đây đi với ai? Em đi là rất là đông, nhưng mà chương trình không có cho nhiều. Em đi có nửa chục à. Em đi có nửa chục à. Rồi bây giờ mình mời đại diện nhà gái đi. Dạ, em xin chào ban biên tập chương trình. Em chào anh Vườn Ninh và chị Ngọc Lan. Em là em gái của chị Thảo. Thì em thấy anh bên này cũng hợp với chị em. Hai người có đến được với nhau không thì tùy vào chị em. Đẹp trai không? Đẹp trai. Dạ đẹp trai. Hồi nào giờ chị có quen ai mà mút sồ sáu múi? Chưa chị. Chưa luôn hả? Dạ. Một múi cũng được, miễn sao ấy bánh tráng là được rồi. Dạ. Miễn sao giao bánh tráng được là được đúng dạ. không? Dạ, miễn giỏi là được. Nào. Tôi thích cô gái này quá, trời quá đất. Mở rào. Tăng. Dạ, cảm ơn. Cái này là em kinh doanh gì em tặng anh đó. Rồi, cảm ơn. Dạ, em mời anh dùng thử. Do để lâu quá nó giật. Bánh chén này là bánh chén muối. Nào nha. Chủ nhà ăn trước rồi khách ăn sau coi. Dạ. Nãy em nói em chưa có gia đình hả? Dạ chưa. Em chưa kết hôn bao giờ. Chắc kén chọn lắm không? Em kén người ta cũng kén em vậy. Em chọn người ta cũng chọn em vậy. Em anh chị em gì đông không? Dạ, em có ba anh em. Em là Út. Gia đình em thì ở trên này. Ở quận mấy? Dạ, quận 8 anh. 8 rồi anh cũng làm thường thường đó. Dạ. Hẹn hò sao? Tuần mấy lần? Rồi thời gian em rảnh trong ngày đó là tầm mấy giờ tới mấy giờ? Dạ thì em là rảnh nhiều mà. Em muốn bán online với là em muốn bán dạo nên em rất là rảnh. Vậy là giờ nào cũng rảnh được. Anh thì rảnh chỉ từ 7 giờ tối đến tối thôi. Là em chưa hiểu á. Có nghĩa là từ sáng tới 7 giờ tối đó là đi làm. À dạ. À, nghĩa là từ 7 giờ tối đến khuya thôi. Dạ. Vậy bắt bẻ ta. Vậy nếu mà em muốn là đứa con đầu lòng là trai hay gái? Không phải mình muốn là được đâu. Cho nên đối với em trai gái gì cũng được. Tại anh thì cũng có hai đứa mà trai gái thì đủ rồi. Dạ. Vậy anh có cần muốn có con nữa không? Có chứ. Rồi mới phải có con mới. Dạ. Vậy anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào hôn nhân mới chưa? Có, nhưng mà cũng đang đi tìm mà tìm chưa gặp nên mới nhờ chương trình. Dạ. Thì bây giờ thì anh gặp rồi đó. Anh có muốn nữa không hay là anh gặp rồi anh lại muốn dừng? Mình cứ đi tiếp thôi sao? Mình cứ đi tiếp hả? Trong cái thời gian ngắn ngủi này thì mình không thể nào mà hiểu cặn kẽ được cái lòng của con người đúng không? Cứ tìm hiểu tiếp coi như thế nào. Dạ. Vậy bây giờ mình cho số hôn đi. Chứ bây giờ không nút rồi đi xuống chương trình không gặp nào nó cũng vậy à. Sao cũng biết gặp nhau cô? Ít ra là phải gặp từ đây cho tới ra tới ngoài cổng. Bấm nút xong hai người xuống cho một thời gian ngồi kế nhau, tâm sự, lấy số điện thoại, lấy địa chỉ, lấy số phòng rồi luôn. Lấy số phòng rồi luôn. Số phòng ở nhà mình đó. Chứ mà vậy tâm luôn. Sự chỉ ra quán nhậu tâm sự thôi, chứ ngồi đây sao tâm sự được. Hả? Nhậu dữ không? Chắc 2-3 lon gì đó. Em vậy có là ngồi chủ yếu giỏi. Ăn ngồi lẩu á. Vì ăn lẩu ta đòi nhậu mà ăn lẩu gì không? Uống 2-3 lon à, chủ yếu ăn. Ta muốn uống 2-3 lon, ai muốn ăn lẩu đâu. Ta muốn uống 2-3 lon cho người ta xỉn. Ừ. Uống nổi 2-3 lon không? Trời. Ráng lên lên 4 lon đi để cho người ta xỉn trước. Trời ơi, dữ luôn rồi. Mình chơi trò gì? Bịt mắt bắt dê. Thiệt không? Rồi em nhìn cổ đi. Trong năm nay là hôn nhân được không? Dạ được mà. Em cũng gấp rồi mà. Em cũng gấp rồi mà. Là trong tháng là em bán một bao nhiêu ngày là nhiều. Ủa sao anh hỏi em bán được bao nhiêu ngày? Chưa hiểu câu hỏi này lắm. Bán tháng bao nhiêu ngày là nhiều là sao? Không, cũng có bữa bán nhiều bán ít đó chị. Nó nghe nè, cắt dùm khúc này đi nha. Rồi làm lại đi, hỏi lại đi.
không có lại, gỡ lại. Cứ làm tiếp luôn đi, cứ vậy. Cái gì vậy hả? Đủ rồi, em chọc tao hoài. Em chọc đâu hả? Em tới đây bằng gì? Em tới đây bằng xe gắn máy. Anh cũng tới đây xe bằng xe gắn máy. Dạ, rồi còn gì nữa? Thôi đó, để sau này nói chuyện đi chứ giờ biết gì nói gì. Ông ơi, hỏi không có mục đích gì hết trơn, tao bắt rẻ là đúng rồi. Ý nghĩa của câu hỏi đó như, là gì? Hỏi đi xe gắn máy, anh không có đi xe gì hết, chúc cho anh ghé gian gì được hay không? Thí dụ vậy chẳng hạn. Hay là em đi xe gắn máy để chút ghé đâu anh đổ xăng giùm cho em. Tại vì em hỏi người ta thì phải có mục đích. Mục đích hỏi người ta đi xe gắn máy. Hỏi đi xe gắn máy để làm gì, hoặc đi xe, dù nói em đi xe đò hay xe gì thì anh đưa về. Còn đi xe ô tô thì nó thôi vậy em chạy trước, anh chạy sau. À, còn nếu ta đi nói đi xe gắn máy thì ừ ha, anh tưởng đâu đi xe gắn máy thì được rồi, chút hết xăng đâu ghé anh đổ cho. Lúng túng quá quên. Lúng túng quá quên. Hay là thấy cổ ăn hiếp quá rối. Rối chắc rối. Mình nói chuyện không lợi cô bám bánh tráng rồi. Có làm gì đâu. Bây giờ không có làm gì đâu mà tôi thấy không lợi rồi đó. Luôn. Cô cũng trở qua trở lại gì bánh tráng, tôi cũng theo không kịp luôn đó. Bây giờ mà mình không nói nữa. Tụi bám bánh tráng nướng không. Nhà em có hư bóng đèn, hư điện nước, nước gì có ấy gì không? Dạ không. Không. Điện nước đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Bây giờ nè, em muốn nói gì với cô đó không? Không cần nắm tay đâu, nắm tay anh càng khó nói hơn. Để anh tự nhiên đi. Nghe, cảm thấy nắm để cho mình có tinh thần hơn thì nắm, còn cảm thấy run quá thì thôi đó, thì xin cô gái đi. Không, bây giờ lòng anh muốn nắm hay là do MC kêu? Em không đưa tay lấy vô nắm. Thì anh nói là anh ơi, em ơi cho anh mượn cái bàn tay. Cho anh mượn tay. Bây giờ anh để xuống, anh để xuống đi. Anh ơi cho em mượn cái bàn tay anh đi. Đó. Rồi nắm nói đi. Nói những cái gì mà nãy giờ mình suy nghĩ. Nói. Em thấy anh sao? Có dạ. Tiến triển tới hôn nhân được. Thì nói chung là em thấy anh cũng ok. Bà nó phải dữ lắm á. Nói chuyện với lại bà đâu. Thôi ngồi xuống đây đi. Hai em bạn trai suy nghĩ lại về những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau nãy giờ nha. Hai bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm với Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Ai cũng biết trước điều đó rồi. Em thấy anh là người sao? Anh hiền. Học thà, chất phác. Nhưng lý do sao em không bấm? Em có xin số điện thoại ảnh mà anh không có cho, là em nghĩ anh không có thích nên em không có bấm. Trời ơi trời. Đó không phải là lý do. Đó không phải là lý do. Ha. Dạ. Khi mà cô ấy không bấm thì em có tiếc không? Không, không sao. Cố gắng thôi, làm bạn bè với nhau được rồi nha. Vậy em cho anh số điện thoại đi. Lấy tại đây luôn. Biết được nhá, tên tuổi của mình này, là nghề nghiệp hiện tại, quê quán của mình ở đâu, mình đang sinh sống ở đâu, như là một vài cái nét là yêu nhược điểm của mình như thế nào, mời anh. Họ tên đầy đủ, mình là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1900. Hiện quê quán thì ở Thanh Hóa, sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương, hiện tại thì mình đang sống ở Bến Cát, Bình Dương. Thị xã Bến Cát. Anh Dũng chia sẻ lại là mình sinh năm bao nhiêu được không ạ? 1986. À, 86, vâng. Rồi sinh năm 86 là mình đã từng lập gia đình hay từng mình chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trong lập trước không anh? Mình có từng lập gia đình cách đây 12 năm rồi. Và đã chia tay cách đây 12 năm rồi ạ? Chia tay cách đây 10 năm. À, rồi là mình chia sẻ thêm đi là vì sao mình lại chia tay này, là lý do vì sao chia tay. Mình đã có con chung với cả vợ chưa? Mình có đứa con chung bây giờ 5 bé trai đang ở trong bà nội. Là ông bà nội là hiện tại là đang ở đâu với mình luôn hay sao anh? Đúng rồi, ông bà nội ở riêng, ở riêng. À, thế là mình bận quá không chăm được bé hay như nào ạ? Thì mình làm nên có thời gian để chăm, nên là gửi ông bà nội. Mình công việc hiện tại của mình là gì nhỉ? Mình chia sẻ lại được không ạ? Mình làm giám sát nhà máy nuôi tinh quốc Bình Dương. À rồi. Nhân viên chuyên trách. Rồi lý do vì sao mình lại đổ vỡ trong chuyện hôn nhân trước đây ạ?
tại vì chắc là do bà xã đó ghen quá nên là thường xuyên hay bỏ đi á, về cái chuyện bỏ đi nhiều lần nên là chia tay. Ghen quá là có khi nào mà không có lửa đâu có khói anh, có khi nào thế nào đấy không ạ? Có đâu, mỗi lần mình đi làm hay là đi tìm cách gì đều mình về có đi ăn nhậu cái gì đó đều mình bắt đáp trước cả, nhưng mà do tính cách thôi. Nghĩa là mình cũng không có nhiều thời gian không anh, rồi đã có nhiều thời gian hơn là lúc đấy chưa ạ? Thì bây giờ thì sắp xếp được cuộc sống rất là ổn hơn rồi. Rồi bây giờ ổn rồi thì là mình muốn chương trình tìm cho mình một cái bạn nữ như thế nào ấy. Mình nói cụ thể giúp em về cái yêu cầu của mình nhá. Về ngoại hình của người ta này, về tính cách hơi quá, như là công việc, rồi những cái gì mà mình thích hay là mình không thích ở người ta thì làm sao chính cũng sẽ tìm cho mình được cái người phù hợp nhất ạ. Về nữ thì chỉ một xíu là được rồi. Còn về tính cách thì quan trọng là có sự hiểu biết, nó biết lắng nghe và chia sẻ, đặc biệt là chúng ta. Tuổi tác thì sao ạ? Tuổi tác thì tầm khoảng 25 đến 33 là vừa. Rồi, mình cho em hỏi một chút về cái công việc của mình thì hiện tại là cái thu nhập của mình có ổn định không anh? Ừ, thu nhập ổn định. Có thể là bao nhiêu ạ? Tháng thì trung bình nó khoảng từ 15 đến 20. Rồi, về cái bạn nữ mà mình muốn tìm hiểu thì không biết là quê quán của bạn nữ ở đâu thì ok thì được. Trừ ở miền Tây là được rồi. Trừ ở miền Tây sao thế ạ? Không biết là miền Tây giống như kiểu đa số đều thích miền Tây, mình cũng có một cái cảm giác không an toàn lắm. Ví dụ mà bạn nữ có cái hoàn cảnh như mình đã từng đổ vỡ rồi thì mình có ok không? Ok, từng đổ vỡ nhưng để có con là được. Sợ có con thì có con đôi, con ông, rồi có công nữa. Cái này thì mình cũng suy nghĩ thêm, giúp em suy nghĩ lại thêm là thì là nếu không thì gọi là thu hẹp rất là nhiều cái phạm vi mà mình có thể tìm hiểu những người tốt và những người phù hợp với mình. Rồi, cảm ơn anh Dũng, và hôm nay cũng là cái buổi casting đầu tiên của chương trình thôi. Khi mà mình được chọn vào vòng trong rồi, như là chương trình tìm cho mình. Dạ dạ, mình đợi bên biên tập hỏi mình cái nha anh. Công việc đang chờ trồng trọt và chăn nuôi. Cái gì mà tên là tơ là thơ hay là thơm? Quỳnh Văn Thông. Quỳnh Văn Thông hả? Vâng. Năm bao nhiêu? Dạ, 993. Mình đang quê ở đâu? Đồng Tháp. Em đang trồng trọt cái gì á? Hiện tại là đang làm cái mô hình sen với cá. Mô hình sen. Là cái này là của em bỏ ra luôn sao? Dạ đúng rồi, cái mô hình này của em được mà. Em làm như vậy cho bạn nhập trung bình của em như thế nào? Trung bình thì tính theo mùa, hầu như 3 tháng mình thu hoạch hết một lần là khoảng 7-8 triệu. Ba tháng là được. 3 tháng là được. Ok, rồi vậy thì em nuôi cá hay nuôi cá gì? Cá này cá tự nhiên, ví dụ như mình cá tự nhiên nó vào mình dưỡng mình cho ăn. Còn mình nuôi thì mình phải làm vô nghiêm. Rồi, thơm chia sẻ về những điểm mạnh của em đi. Dạ, điểm mạnh em thì thẳng thắn, rồi nói chung là học hỏi cũng biết nhiều thứ. Rồi điểm yếu của em là rất kiểu như dễ tin người. Tin người là sao, tàn sống của anh đi chị? Dạ, như họ nói cái vấn đề kiểu như là muốn mình giúp gì đó, mình sẵn sàng giúp hết mình. Lâu giờ lại cái gì rồi hay là đủ cái gì chưa? Có.
nhủ gì nhủ gì nhủ gì công việc kiểu như là mình đầu tư vốn như làm ăn với họ giữa chừng họ theo bỏ một khúc đuôi mình ôm hết là ôm gì rồi dạ có trăm mấy người vậy Em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Thì tài lẻ em thì hát rồi kiểu như nghe hài hước. Hát hài hước. Tấu hài. Tấu hài hả? Tấu hài là hài gì? Hài kiểu nói chuyện xung quanh mình động cho mọi người xung quanh cười. Ok, ok. Bạn đi hát những bài gì mà em thích nhất đi? Bài cũ. Bài cũ đó. Bài tình anh đấy. Tiền xa xong, tiền rơi xa bên lớn. Theo tiếng gọi ngàn cơn sóng khơi xa. Tiền có ai sống bằng tiền nhân sẽ quay về. Trước giờ em trải qua mấy tuần rồi? Dạ, có một. Rồi, chia sẻ cái món này nói chuyện với nha. Rồi, kể đi em, một mối tình nó quen sao? Dạ, mối tình quen là lúc mà mới chung thành tới giờ cũng là quen được 6 năm thì là cũng 7-8 năm rồi. Bằng sao chia tay quen lâu quen không mà? Không cùng quan điểm trong cuộc sống mình á. Cụ thể cho chị để chị biết là không hợp cái gì nè. Để né ra cái cô gái tiếp theo là không mời giống vậy. Ví dụ như giữa như mình đi uống hoặc là đi tiếp xúc với bạn bè nghe như là công việc ăn, công việc làm. Kiểu như mình muốn làm gì mình hỏi với nhau nhưng mà với bạn ra. Là em chia tay cách đây bao lâu rồi? Chia tay lúc 2004. Mà quen lâu vậy là đã cưới hay gì chưa? Dạ chưa, chỉ là hai bên chỉ biết nhau thôi, chỉ qua chơi rồi. Là 7-8 năm rồi không quen ai thì xong rồi không quen ai thì xong. Chỉ là bạn bè đi chơi ăn uống thôi cũng tìm hiểu nhưng mà chưa có tiếng tới gọi là tình yêu. Bây giờ em mong muốn một người như thế nào để phù hợp với mình? Thì em thì mong muốn là một người kiểu như là biết chân dưới giữa ông bà cha mẹ rồi để chép xíu rồi chỉ là tí xíu về nội trợ, còn nếu không biết nội trợ em cũng sẽ làm được hết. Nói chung là đừng tách, đừng có cộng quá mà. Nói chung là em không cần đẹp, phải đẹp. Tôi còn gì đó gì đó. Dạ, hình như đó vậy. Tuổi tác thôi thì có chưa chắc gì đáp ứng gì chưa nào? Dạ, bình thường hết. Coi như là coi như là nãy em báo ở đâu nó ở đâu. Dạ vùng miền là không có phân biệt gì. Coi như là coi như là đúng không? Đúng không? Tuổi tác bạn gái như thế nào? Bạn gái như thế nào? Sao vậy? Tuổi bạn gái quý bạn gái còn gì không? Thì quan trọng là hợp tình hợp lý chứ gặp nhau kể gặp nhau á tự sâu đậm là được chứ giờ tuổi tác không quan trọng. Có gì không đợi ra thông tin của chương trình ha. Có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết để em sắp xếp tham gia nha. Dạ.